Đây này. Thank you.
nhá. Có nuôi gà không? Bà cho mấy con gà bé bé nuôi nhá. Đây. Con gà nuôi ăn cơm nhá. Đấy đi nuôi nhá. Nuôi gà bé ăn thịt nhá. Đấy cúc cúc đấy. Con lấy gạo đi. Con ở đây nuôi gà nhé, nuôi cho lớn nhé. Thank you.
trắng. Con ăn măng. Thank you.
ở đâu? Mũ đâu? Mũ đâu? Mũ đâu? Đây, cho ra đây. Yo. Nào, đứng ngồi, đứng ngồi. Đi qua đây mẹ. Đây hồ mẹ đi. Hồ mẹ lớp đi đi nè. Lớp đi. Lớp đi.
xem này. Cơm nhiều bao nhiêu? Mất chó. Đánh cho mẹ đánh con này. Chào anh em à. Nhiều. Con cá ở trong kìa. Con đi lấy nước đây. Đi lấy nước nhé. Con đi.
con gà vào trong người đấy. Ờ, mẹ bắt đó, mẹ bắt đó. Đấy. Ôi trời ơi. Đấy. Nó đầy đấy. Thấy chưa? Nó bay bay đấy.
thịt đấy.
đây rồi. Nào để mẹ lấy bao chú. Đưa đây mẹ xem. Nước vào nhé. Thank you.
Mẹ lấy cho con nhé. Rồi, con xuống. Rồi, xuống mẹ lấy măng đi nhé. Rồi, ít nào. Rồi, kìa. Dép kìa. Về đây đi. Ôi dồi ôi, con gà. Nói làm gì? Ra ngoài đi. Em ơi. Đây 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 đây. Ôi. Nào thả con gà chứ. Đưa đi.
đây mẹ lên măng nhá.
video xem à. Mẹ làm cái này xong rồi. Nặng đấy.
ngoài này. Thank you.
sao ở đây lấy cái gì về ăn đây? Hả? Con lấy gì về ăn mì tôm đây? Đây. Đây, bà cho mì tôm con đây. Con ở đây không biết mua, không biết đi đâu đi mua đâu mà. Nó. Bà bóc mì tôm cho nhé. Bóc thế nào? Bóc bên này nhỉ? Ây ơ, đứt tay đấy. Ây ơ. Ây ơ. Ây ơ. Bim bim à? Đây. Để bà lấy về cho thôi. Lấy vào nhà đi. Vào nhà đi nấu ăn đi. Đây. Đây. Bà đi nhá. Cảm ơn bà nhá. Ừ. Bye. Bà đi nhá. Tối rồi. Đây, bố mẹ đây. Chân rồi. Đi đi. 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 Con đi bước ở kia kìa. Đi bước đi. Cho con gà. Lấy vào cho mẹ đi. Đấy.
đi sao mình lấy cái chất xuống. Con ngồi đây nhé. Để ăn mama. Nhà cơm. Bỏ cái này ra. Mama nha. Con ăn ăn. Để mẹ lấy cho, mẹ hu cho. Tôm cho. Đây nè. Con không tay cơm ra bệnh đó. Yeah.
Đây mẹ đi. Bye. 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 B